Theo phong tục vùng miền, tiền dẫn cưới được coi như món quà, là lời cảm ơn chân thành của nhà trai dành cho nhà gái vì đã có công sinh thành, nuôi dưỡng con dâu mà họ sắp rước về. Song không phải gia đình nhà trai nào cũng hiểu hết ý nghĩa của tráp lễ đêm này, vì vậy đã có không ít cặp đôi tới ngày ăn vỏi rồi còn phải chia tay vì bậc phụ huynh mâu thuẫn, không thống nhất được khoảng cách cưới. Mới đây mạng làng Mạc Hội cũng chia sẻ câu chuyện buồn của một cô gái, sát ngày cưới vẫn phải hủy hôn chỉ vì nhà trai còn kè trả tiền thách cưới như thể mua mới ra ngoài chợ. Cô gái úy tâm sự, nghĩ lại thấy buồn mọi người à. Lẽ ra hôm nay em sẽ được diện giấy cô dâu, sánh vai chú thể bước lên lễ đường trao nhẫn cưới. Vậy mà giờ em lại phải ngồi đây dò dỏi một mình trong nước mắt. Dù phiên bản thân hiểu rằng quyết định của mình là không sai, nhưng vẫn thấy đau quá. Em với anh úy yêu nhau được 3 năm thì tính chuyện đám cưới. Hôm anh dẫn em về giới thiệu gia đình, bố mẹ anh gặp mặt tỏ ra khá quý mến em nên tác thành cho hai đứa đến với nhau sớm. Mẹ anh đi xem được ngày liền mang cầu cao xuống bên nhà em dạm ngõ, nói chuyện người lớn. Bài chia sẻ của cô gái đang hấp dẫn đông đảo sự đông đả của cư dân mạng. Nói thông thường lúc gặp mặt, hai bên vui vẻ, nói cười rôm rã lắm. Mẹ anh còn hết lời khen em ngoan ngoãn. Bà bảo rất ưng em về làm dâu nhà bà. Tính bố mẹ em thoải mái, thủ tục cưới xin thế nào ông bà để cho nhà trai quyết định cả. Riêng có khoảng thách cưới thì nhà trai phải theo nhà gái, vì đó là phong tục bao đời của quê em. Khoảng lễ đêm này bố mẹ em cân nhắc rất kỹ. Bên kém cỏi ở khu em, nhà nào có con gái đi lấy chồng cũng thách cưới tầm 40-50 triệu. Nhà em tất nhiên tai nhưng không thể bỏ qua phong tục này, song bố mẹ em chỉ yêu cầu nhà anh khoản lễ đen 20 triệu gọi là cho có thủ tục, sau này sẽ cho bọn em làm vốn. Mẹ em nói rõ ràng như thế. Ai ngờ vừa nghe xong, mẹ anh trợn mắt bảo, thế khác gì là mua dâu. Thời này là thời nào rồi còn thách cưới ngần ấy tiền. Chúng tôi không đồng ý với khoản thử thách ấy. Con trai tôi hỏi cùng phi chứ không mua cùng phi. Theo dõi đến đây, cư dân mạng không khỏi thất vọng trước phản ứng của gia đình nhà trai. Bởi thủ tục cưới xin ăn vỏi bấy lâu phải theo phong tục từng miền, chuyện này không có gì ngạc nhiên hay vô lý mà nhà trai lại tỏ thái độ như thế. Song màn phản pháo của nhà gái thế hệ thật sự khiến hội chị em bất ngờ. Cô gái kể tiếp, lúc nghe đằng nhà anh nói thế, cả em với bố mẹ đều sốc. Mà có phải riêng mình nhà em đâu, còn họ hàng đại diện nội ngoại nhà em ngồi đó nữa chứ. Phía nhà anh ăn nói như thế đúng là không tôn trọng gia đình em chút nào. Bố mẹ em bực lắm song vẫn cố nhẫn nhịn giải thích đó là phong tục. Ý thế mà mẹ anh lại phán thêm câu xanh rờn, phong tục thì phong tục, tôi chỉ để lễ đen 3 triệu không hơn. Cả họ nhà em trố mắt trước màn trả rét mua dâu không khác gì mua rau thịt ngoài chợ của thông gia tương lai. Bố em nóng mặt, đập vịt tay xuống bàn quát. Khỏi, nhà bà không cần bỏ một đồng thách cưới nào hết vì nhà tôi không bán con gái đâu. Nói rồi bố em hất tung lung mâm trầu cao ra giữa sân, chỉ tay tiễn khách. Ảnh minh họ. Bố mẹ anh hầm mặt ra xe về. Anh cũng nghe lời bố mẹ quay ra bảo nhà em ép người quá đáng. Thất vọng tràn trề, em chỉ gật đầu đáp lại, nếu anh thấy quá đáng thì giải tán luôn cho sớm. Vậy là buổi dạm ngõ của em khép lại trong tăng tác. Sau hôm ấy, anh cũng vài lần gọi điện hẹn gặp em bàn luận lại nhưng em không đồng ý. Em nghĩ ngay từ đầu bố mẹ anh đã không tôn trọng nhà em thì có cưới về cũng khó sống lắm. Hai bên thông gia sẽ nhìn mặt nhau thế nào? Đặc biệt, điều làm em nản nhất là anh không có lập trường, luôn nghe theo bố mẹ. Với tính cách và lối suy nghĩ ấy, em làm cung phi anh chỉ khổ mà thôi nên em quyết dứt mọi chuyện tại đây. Bài đăng của cô nàng hiện thu được rất nhiều ý kiến trái chiều từ đồng đội mạng. Có người đồng ý với cách hành xử của cô, có người lại nói chính gia đình cô thế hệ quá đáng. Tôi chẳng thấy dùng nào mà thách cưới với con số trên trời ấy. Tôi thế hệ cưới năm ngoái cũng chỉ có 7 tráp và phong bì 3 triệu. Chẳng thấy vấn đề gì, hai nhà vui vẻ, đám cưới suôn sẻ, cung phi chồng tôi vẫn hạnh phúc. Nói thông thường hai gia đình người chơi cũng chẳng nhà nào vừa. Nhà gái thì trịch thượng, nhà trai thì không biết cư xử. Tình yêu của các người chơi chẳng đủ lớn thì chia tay là đúng rồi. Tiền chả quyết định được điều gì đâu người chơi à, một cư dân mạng thẳng thắn bình luận.
vẫn biết cưới sinh là chuyện hệ trọng cả đời, cần có nhiều thứ đúng thủ tục, nhưng dù là cô dâu chú rể hay hai gia đình cũng nên cân nhắc mọi chuyện để đi đến thống nhất thông thường. Bởi quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc đôi lứa.